Sáng nay, Văn phòng Tỉnh ủy và Công đoàn Cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Hội nghị đã phổ biến quy định về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân và những trường hợp không ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân được quy định tại luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Sau khi nghe thông báo của Ban tổ chức Tỉnh ủy về nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và nhân sự ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026, hội nghị đã nghe tiểu sử tóm tắt của đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, dự kiến được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, đồng chí Lò Minh Hùng phát biểu về trách nhiệm, cam kết sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khi được bầu. 100% cán bộ công chức, người lao động, cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy biểu quyết nhất trí giới thiệu đồng chí Nguyễn Hữu Đông ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đồng chí Lò Minh Hùng ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026.